mạng y tế vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục dinh dưỡng trên website mạng y tế.vn. 10 thực phẩm giàu chất xơ cho người mắc bệnh tiểu đường. Chất xơ được tìm thấy trong thành phần của nhiều loại thực phẩm, là loại carbohydrate làm chậm quá trình gia tăng lượng đường huyết sau các bữa ăn. Quả mọng giàu chất xơ. 1. Bổ sung chất xơ để cân bằng lượng đường huyết. Có hai loại chất xơ gồm chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan, đều rất có lợi cho sức khỏe con người. Vì những thực phẩm giàu chất xơ hòa tan có thể hạn chế quá trình hấp thu cholesterol. Đối với chất xơ không hòa tan có tác dụng lợi tiểu. Ngoài ra, thực phẩm giàu chất xơ còn có nhiều tác dụng khác, phải kể đến như đảm bảo trọng lượng cơ thể. Vì khi ăn các loại đồ ăn này, chúng ta cảm thấy no lâu, cân bằng lượng đường trong máu, giảm nồng độ cholesterol, huyết áp. Chất xơ là giải pháp tuyệt vời cho sức khỏe tim mạch. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên nạp từ 20 đến 35 gram chất xơ mỗi ngày. 2. Đậu lăng. Đậu lăng thuộc cây họ đậu, nhiều màu sắc. Đậu lăng là loại thực phẩm giàu chất xơ và protein. Trong đó, chất xơ chiếm đến 40% trong thành phần carbohydrate của đậu lăng. Do vậy, đậu lăng giúp hạ thấp lượng đường huyết. Sử dụng, đậu lăng có thể bổ sung 15 gram chất xơ, 18 gram protein mỗi bữa ăn. Chúng ta có thể sử dụng đậu lăng đỏ trong chế biến món canh, salad. 3. Các loại đỗ, đỗ xanh, đỗ đen. Một cốc đậu đỏ nấu chín chứa 13 gram chất xơ. Một cốc đậu đen chứa 15 gram chất xơ và một cốc đậu trắng chứa 18 gram chất xơ. Vì trong thành phần của các loại đậu giàu chất xơ như đậu lăng có tác dụng ổn định lượng đường trong máu, tốt cho tim mạch, tiêu hóa. Thêm nữa, tinh bột trong các loại đỗ là lợi khuẩn đường ruột. Khi vi khuẩn kháng tinh bột từ thức ăn, đồng thời hình thành một loại axit béo, có lợi trong việc sử dụng insulin có hiệu quả hơn và tăng cường sức khỏe ở các tế bào ruột. Bạn nên tăng cường sử dụng các loại đỗ trong chế biến các món canh, salad. Artiso. 4. Trà artiso. Artiso mềm, có hương vị thơm ngon và giàu chất xơ. Cứ một hoa artiso cỡ trung bình có 10 gram chất xơ. Không chỉ có vậy, artiso còn chứa magie, kali và axit folic, vitamin C, có tác dụng hạ huyết áp. Khi dùng artiso, nên chú ý loại bỏ các lá phía dưới, cắt bỏ gốc, tỉa gai. Ngâm artiso trong nước đun sôi khoảng 25 phút, đem lá mọng nước ngâm với dầu ô liu, dùng dần. 5. Bỏng ngô. Nếu muốn chọn đồ ăn nhanh, thay vì ăn khoai tây chiên, bạn nên lựa chọn túi bỏng ngô. Không nên cho muối và bơ. Bạn có thể phụ nhẹ chút dầu ô liu, chút nước sốt nóng, ít thảo mộc cho món bỏng ngô thêm phần thơm ngon, bổ dưỡng. Theo các chuyên gia, trong 3 cốc bỏng ngô chứa hơn 3 gram chất xơ, không chứa cholesterol, gần như không chứa chất béo, hàm lượng calo thấp và là loại thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp. 6. Quả bơ. Thành phần của quả bơ rất dồi dào chất xơ, chất béo omega 3 hữu ích cho sức khỏe tim mạch. Một cốc bơ xay nhuyễn chứa 15 gram chất xơ, 368 đơn vị calo cùng với 34 gram chất béo. Chúng ta có thể dùng một muỗng bơ nghiền nhỏ hay lát bơ khi ăn cùng bánh mì, thay vì ăn bánh mì với phô mát. 7. Đậu Hà Lan. Các loại rau giàu tinh bột, vitamin A, C, K là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời có thể thay cho gạo và các loại ngũ cốc. Một cốc đậu xanh nghiền nhỏ chứa 7 gram chất xơ. Việc tách hạt đậu Hà Lan rất tốt vì một cốc hạt đậu Hà Lan nấu chín chứa 16,3 gram chất xơ. Dùng đậu Hà Lan chế biến các món salad, mì ống, hoặc bạn chỉ cần rắc bạc hà, rau mùi tây lên bát đỗ nấu chín sẽ bổ sung nhiều dưỡng chất và chất xơ cho cơ thể. 8. Bông cải xanh. Một chén cải xanh nghiền nhỏ chứa 2,4 gram chất xơ và 2,4 gram protein. Không chỉ có vậy, bông cải xanh còn giàu vitamin C, K, kali, khoáng chất và axit folic. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên hấp chín bông cải xanh, cho thêm ít dầu ô liu trộn với mì ống hoặc ăn cùng món salad. 9. Quả mọng. Trong một số loại quả mọng như dâu có vị ngọt, nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa và nhiều dưỡng chất khác. Trong quả mâm xôi có đến 7 gram chất xơ. Một số loại quả mọng kích thước nhỏ khác
chứa các hợp chất ngăn ngừa ung thư, cải thiện sức khỏe tim mạch. Bạn có thể dùng các loại quả mọng cùng sô-cô-la đen làm món tráng miệng. 10. Quả lê. Dù là các loại lê màu đỏ, xanh hay rám thì đều có công dụng tốt cho sức khỏe như nhau. Một quả lê chứa 7 gram chất xơ, vitamin C, kali. Bạn chỉ cần cho ít giấm thơm lên miếng lê rồi thưởng thức sẽ rất giòn, thơm. Hoặc bạn có thể bổ quả lê thành lát mỏng, ăn cùng món salad. 11. Cháo bột yến mạch. Các loại ngũ cốc nguyên chất có nguồn chất xơ vô cùng phong phú. Bạn nên chọn lúa mạch thay vì món mì ống làm món ăn yêu thích. Cũng như bổ sung cháo bột yến mạch vào thành phần thực đơn hàng ngày, ăn cùng bánh mì, gà nướng và cá nướng. Cả lúa mạch, bột yến mạch đều có chất xơ beta-glucan, bổ sung insulin cho người mắc bệnh tiểu đường, hạ huyết áp, giảm nồng độ cholesterol, tốt cho quá trình tiêu hóa. Vì một chén lúa mạch nấu chín chứa 6 gram chất xơ, một chén bột yến mạch nấu chín chứa 4 gram chất xơ. Nguyễn Lương The Everyday Health. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y Tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.